Hello các bạn, đây là con Blycam vừa mới ra mắt của hãng DJI. Tên của nó là E3S đây các bạn. Đó, và tay cầm RC2 có màn hình các bạn. Vâng, mình mở máy lên, bấm một cái thứ hai bấm giữ. Đó, nó rung cánh lên một cái, sau đó nó sẽ khởi động gimbal. Đó, gimbal khởi động rồi. Chúc các bạn buổi sáng thứ năm vui vẻ. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang record cái màn hình giao diện bay của con E3S các bạn. Trên màn hình ấy, thì nó là Full HD 60 frame giây rất là rõ nét, nhưng mà record lại ấy, thì nó chỉ được có 720 các bạn, cho nên nó hơi mờ một chút ha. Cho nên là cái trải nghiệm mà mình bay trên tay cầm này thì rất là sướng, nhưng mà mình quay phim màn hình lại cho bạn xem thì nó hơi mờ một chút. Cái này là do DJI ha, nó không cho gì co mạnh hơn. Ok, mình cất cánh. Pin bây giờ là 99% các bạn. Nâng lên. Wow. Nó đã cập nhật. Đó, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cận cảnh em nó này. Wow, đã chưa? Vâng, tiếng ồn các bạn đang nghe là chỉ cách có hơn một sải tay các bạn ha. Hơn một sải tay. Đó, và tôi đang quay con camera hành động đeo chiếc cực các bạn, DJI Action 5. Đó. Mình lùi ra xa đây. Vâng, video ngày hôm nay tôi sẽ review và giới thiệu với các bạn những chức năng bay thông minh của con này các bạn. Ví dụ như là những cái quick shot, những cái master shot, rồi anti-track đồ vân vân các bạn ha. Đó, focus anti-track này. Mình chọn người là mình, đối tượng là mình đây. Rồi, đây là đầu tiên phải nói tới là chế độ spotlight các bạn. Spotlight, rồi mình bấm quay phim nha. Đó, spotlight thì các bạn đi đâu thì nó Lightcam sẽ đứng im các bạn. Lightcam sẽ đứng im và xoay người, xoay camera, xoay Lightcam để quay mình các bạn ha. Tắt theo mình. Đó, thậm chí là mình bị khuất này. Mình bị khuất như thế này nó vẫn nhìn thấy các bạn nha. Đó, rồi mình đi ra là nó bắt trở lại này. Đó, đây là chế độ spotlight rất là an toàn khi mà bay ở những chỗ mà nó chật chội á. Mình không muốn Lightcam bay mà chỉ muốn nó đứng im một chỗ và nó theo mình thôi. Cái thứ hai là anti-track. Đó, cái anti-track này mới là thú vị này các bạn. Ở dưới có cái nút màu đỏ là cái nút stop nha. Nếu các bạn có cần gì khẩn cấp thì bấm stop để dừng. Rồi, follow me, bây giờ mình đi thì nó sẽ đi theo các bạn. Nó bay theo các bạn ha. Nó bay theo mình. Đó. Rồi mình đi tới thì nó sẽ bay lùi. Nó sẽ bay lùi các bạn. Đó là follow me. Mình bấm stop thử rồi. Anti-track. Rồi, mình bấm vào cái phím next ở kế bên. Đó, cái đây mới là cái điều thú vị đây các bạn. Đó, nó hướng dẫn mình những cái cách mà để chọn cái hướng mình đi ha. Ví dụ bây giờ mình là cái hình người màu trắng ở trong này này. Mình muốn nó đi sau lưng thì mình để chữ B là back. Đó, nó đi ra sau lưng mình các bạn. Nó đi ra sau lưng mình. Còn bây giờ mình muốn nó qua bên trái mình bấm left là nó bay qua bên trái mình này. Mình muốn đi ra đằng trước, mình bấm chữ phông. Phông là đằng trước. Đó, thì nó ra đằng trước. Phông thì có hai vòng các bạn, vòng tròn nhỏ và vòng tròn lớn nha. Đây là vòng tròn nhỏ này thì nó sẽ gần hơn.
còn vòng tròn lớn xa hơn, mình muốn nó bay bên phải mình thì mình bấm bên phải, nó sẽ di chuyển qua phải đó. Và đây là ở cự ly gần, vòng tròn nhỏ, còn đây là vòng tròn lớn đó, nó di chuyển thì tùy theo ý thích của mình đó, mình di chuyển. Ở kế bên đây thì nó có cái nút ô tô các bạn, ô tô tức là nó sẽ tự động đi, nếu mình bật xanh lên đó, là nó sẽ tự động nó đi, tự động đi theo ý, theo ý của nó các bạn. Còn mình mà bấm ở đây thì nó sẽ điều khiển của mình. Rồi ví dụ bây giờ mình muốn nó đi bên phải này, mình điều khiển đi bên phải. Mình mới xoay người các bạn, đi bên phải nha. Đó, nó dời, nó dời nó bay qua bên phải, nó đi theo mình bên phải như thế này. Rồi bên phải vòng tròn lớn, nó bay xa ra hơn. Rồi mình muốn bay xéo ở trước mặt mình, bay xéo ở trước mặt mình hướng 45 độ, hướng 2 giờ các bạn ha, là cái hướng đẹp nhất này. Đấy, bay gần lại thì chọn vòng tròn nhỏ các bạn, vòng tròn nhỏ là đi gần lại ha. Đó. Rồi mình muốn nó bay trước mặt mình, mình dời ra đằng trước, nó ra trước mặt mình, và bây giờ mình có thể đi lùi, mình có thể đi tới thì nó sẽ bay lùi các bạn. Đó, lúc này là nó bay tự động hoàn toàn, mình không cần phải điều khiển gì các bạn nha. Đó, rồi bây giờ mình quay lại, mình muốn nó đi bên phải ở khoảng cách lớn. Đó, đi bên phải này là đi theo mình, muốn đi xéo xéo đây đó, cái đoạn nó dời cam đi ấy, nhìn rất là đã các bạn. Vâng, con này nó có cảm biến 6 cảm biến, 4 cảm biến xung quanh và 2 cảm biến bụng, cho nên rằng là khá an toàn nha các bạn. Mình muốn nó lại gần hơn, mình bấm vòng tròn nhỏ. Vâng, đó, đây là cái chức năng mà chơi là như vậy đó các bạn. Follow me, cái này gọi là chế độ follow me 360 độ các bạn ha. Qua trái, follow me 360 độ các bạn. Rồi bấm stop. Đó, còn cái chế độ BOI này á là nó sẽ tự động bay vòng quanh mình các bạn. Bây giờ mình không chơi cái Actitrack này nữa, đủ rồi. Bên trên đây á là có cái nút hình ngoằn ngoèo này các bạn. Cái này là mình lên kế hoạch ha, để bay theo lộ trình các bạn nha. Nó bay theo lộ trình. Đó, bay theo lộ trình. Mình set từng cái chấm một, từng vị trí một, là bay từ đâu tới đâu, tới đâu dừng, tới đâu dừng. Đó, mình thêm vào, ví dụ như mình chọn đây là góc thứ nhất này. Đó, rồi góc thứ hai là mình dời live cam qua đây. Đó, dời qua đây, nhìn qua đây. Rồi mình chọn nút thứ hai. Đó, vân vân. Mình chọn 3-4 điểm gì đó, 3-4 điểm, 3-4 góc gì đó, thì nó sẽ tự động bay theo cái lộ trình đó của mình. Rồi tới góc này mình chấm một cái nữa. Rồi mình bấm next. Đó, mình sẽ chọn là cái tốc độ đi là bao nhiêu. Đó, đi thật là chậm hay lên là nhanh. Camera, góc nhìn như thế nào, cam mấy x vân vân. Rồi return home hay không, rồi mất tín hiệu thì nó sẽ làm gì nếu mà bạn đi ở xa đó. Đó, vân vân và vân vân. Rồi sau đó mình bấm go thôi. Đó, thì nó sẽ tới cái vị trí đầu tiên mà ban nãy mình set các bạn. Tới cái vị trí số 1, nãy mình chọn 3 điểm mà tôi chọn gần gần cho nó nhanh các bạn. Còn các bạn có thể chọn những điểm cách xa nhau vài trăm mét. Đó, nó tới vị trí đầu tiên. Rồi. Mình bấm quay phim là nó sẽ tự động nó bay theo lộ trình đấy các bạn. Đi theo 3 cái chấm, 3 cái vị trí, 3 cái hướng nhìn mà ban nãy mình vừa mới set á. Cái này cũng khá là hay. Nếu các bạn muốn nó bay vòng quanh chung cư hay là
là bay lên bay xuống gì đó thì mình xét cái vị trí cao thấp khác nhau. Này mình làm test nhanh nữa bạn, một đoạn ngắn thôi. Đó, sau khi làm xong thì nó return to home, nó trở về chỗ cũ này. Do mình đang đứng gần. Vâng, mới nãy mình chọn nó là thực hiện xong nó về landing cho nên nó về. Rồi, cái đó rất là hay đấy các bạn. Đó, cái mà BOE rất là hay á. Rồi bây giờ mình vào những cái chức năng đầu tiên là master shot đi. Mình phải tắt chế độ này đi đã. Nó hỏi mình có muốn lưu cái kế hoạch bên nãy lại không. Thôi mình không lưu. Những kế hoạch đó mình có thể thiết lập để dùng nhiều lần ha. Một cái cảnh quay nhiều khi mình diễn 2-3 lần nó chưa có được á, thì mình khỏi phải làm lại. Rồi master shot. Master shot nó có thể, con này có dạng quay đứng nha các bạn. Quay đứng, quay dọc, dọc giả đó. Đó, dọc giả này. Hoặc là quay bình thường là full màn hình này. Đó, quay dọc TikTok giả này. Cũng được 2K7 60 frame giây ha. Đó, còn bình thường thì mình quay như thế này. Rồi, master shot. Đầu tiên master shot là nó tổng hợp của tất cả những cái quick shot lại với nhau. Rồi mình chọn đối tượng của mình này. Rồi mình chọn cái thời gian của mình là cần mấy phút. Rồi khoảng cách gần hay xa các bạn nha, gần hay xa nha. Đó, mình set từng cái một. Đó, mình set bay cao bay thấp, rồi gần hay xa, rộng hay lớn vân vân ở đây. Đó, ở đây. Đó, độ cao bao nhiêu vân vân, cao thấp hay nhiều. Rồi sau đó mình chỉ việc bấm start thôi. Nó sẽ tự động quay phim cho các bạn. Đó, lúc này là mình bỏ tay ra này. Đó là mình chỉ việc diễn thôi. Đó, mình diễn thôi, cầm tay bạn gái rồi chơi rồi diễn ở đây. Đó, nó sẽ thực hiện combo tất cả những cái quick shot. Như bạn nhìn thấy trên màn hình á, nó đang ghi là cycle medium, tức là bay vòng tròn ở khoảng cách trung bình. Đó, nó ghi những cái tên. Rồi cycle glow là quay cận cảnh các bạn. Đó, nó sẽ zoom lên 2x quay cận cảnh. Đó, đây là những quick shot này, gọi là master shot. Đó, bạn sẽ có 2 phút video mà Lightcam tự động thực hiện nè. Tự động thực hiện. Đó, nó quay qua, bay lại, bay tới, bay lui, bay lên, bay xuống, bay vòng tròn thành một cái shot mà mình không phải làm gì cả. Mình buông tay ra. Nhiệm vụ của các bạn là hãy mở bản đồ lên. Mở bản đồ lên này. Đó, và nhìn cái hướng nó hoạt động như thế này. Đây. Để xem coi có vướng cái gì không thôi nha. Đó. Nhiệm vụ của mình là mình phải phán đoán trước tình huống. Vâng, nó tới gần này. Phán đoán trước tình huống. Ồ, bắn lên trời. Đó, mình phán đoán trước tình huống là ở phía trên nó sẽ bắn lên, và ở đây nó sẽ đi ra xa bao nhiêu để mình tìm được một cái khoảng trống cho nó chơi các bạn. Còn nếu các bạn không tìm được khoảng trống thì nó bay giữa chừng, nó thấy có vật cản nó tự động nó dừng lại bạn. Đó là vừa nguy hiểm cho Lightcam và cái shot quay của mình nó không thành công. 2 phút cũng khá lâu các bạn ha. Các bạn ra những bãi biển, những resort đó, những vách núi thì các bạn thực hiện được những cú shot này mà mình không phải đụng tay vào máy nha. Đó, sau khi nó thực hiện xong thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Đó, nó trở về vị trí trước mặt của mình như ban đầu và kết thúc cái master shot. Đây, cái master shot là như thế này. Đó, các bạn bấm vào đây để xem nha. Ok, mời các bạn xem cái đoạn master shot chất lượng cao 4K 60 frame ở trong thẻ nhớ các bạn. Hay chính xác hơn là trong bộ nhớ trong của máy bay. Con E3S này có bộ nhớ trong là 42GB và có thể quay được 70 phút video các bạn. Đó, các bạn thấy cái đoạn master shot này thú vị không? Đó, thực chất nó là một chế độ bay tự động
bay liên tục trong 2 phút các bạn. Và nó thực hiện tất cả những cái cú, những cái cú mà người ta gọi là quick shot ấy. Nó tổng hợp tất cả lại, nó dồn lại, nó làm thành một combo. Nó làm thành một cái combo 5-7 cái quick shot trong đó, để ra một cái thước phim nó dài hơn và đầy đủ hơn, phê hơn. Còn các bạn thực hiện những cái quick shot kia thì nó đơn giản quá, nó tẻ nhạt quá các bạn. Đó, về nhà mình phải biên tập lại. Còn cái này là không cần. Cái này là nó tổng hợp hết luôn. Cực kỳ là hữu ích các bạn ha. Đó, trong 2 phút nó bay thì các bạn tha hồ mà diễn. Đó, những cái loại nào mà nó tới gần này là các bạn nhảy múa, các bạn diễn cực kỳ hay, cực kỳ hay ho. Mà mình không phải bận tay, mình không phải vướng bận, mắt mình không phải nhìn. Và tay cầm mình có thể bỏ ra lên bàn, mình nhâm nhi cà phê, nói chuyện với lại bạn bè, với bạn gái xung quanh, rất là thoải mái. Đương nhiên là trước đó các bạn phải tập luyện một lần để kiểm tra coi cái cung đường bay của nó có vướng vật cản gì không các bạn ha. Mình bay nháp thử một lần, nếu thấy không có vướng gì thì lần thứ hai mình mới bình tĩnh, mình bỏ tay cầm ra và mắt mình không cần nhìn nó nữa các bạn. Mình nên làm thử một lần đó, rồi sau đó mình mới vô tư, mới chiêu được các bạn nha. Đó, tới chỗ nào lạ lạ, một chỗ quen thì thôi mình không cần. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua quick shot đây các bạn. Quick shot thì đầu tiên là cái Ronny. Rồi Ronny là bay lùi và bay xéo lên trên nha. Rồi mình chọn chủ thể của mình này, sau đó mình bấm star. Nó đếm cho mình 3 giây để mình chuẩn bị các bạn. Mình bỏ tay cầm xuống bàn, xuống đất gì đó ha. Rồi quay qua nói chuyện với bạn gái vân vân và vân vân, hoặc cầm ly cà phê lên uống đó, thì nó sẽ tự động bay cái shot bay lùi và bay xéo lên trên. Đây là một cái quick shot bay tự động đơn giản nhất. Mặc dù các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bằng tay, bằng thủ công, nhưng mà khi đó thì các bạn lại vướng bận cái tay của mình và mắt mình nhìn vào trong màn hình. Còn các bạn chơi cái này thì nó sẽ hai tay của mình rảnh tay, cái thước phim mình nó chiêu hơn các bạn. Rồi cái thứ hai là rocket bắn lên trời. Chọn chủ thể của mình. Vâng, ban nãy cái chỗ mà Ronny này các bạn, là các bạn có thể chỉnh được cái khoảng cách xa hay gần như các bạn nè. Đó, xa tối đa lên tới 120m này. Còn ban nãy là mình bay gần cho nó nhanh thôi, là 30m này, chỉnh được khoảng cách bay xa hay gần. Đó. Rồi bây giờ tới rocket. Mình cũng có thể chọn được là bắn lên trời cao bao nhiêu các bạn ha. Tối đa là 80m. Đó, mình làm minh họa, mình làm 50 thôi cho nó nhanh các bạn. Đó, nó tự động bay lên đầu mình nha. Đó, bắn lên trời. Rocket là ý nghĩa của nó là giống như là viên đạn và tên lửa bắn thẳng lên trời các bạn. Đó, lúc này thì các bạn nếu là bãi cát hay bãi cỏ, các bạn nằm ngửa ra ha. Các bạn nằm ngửa ra, cua tay cua chân, cực kỳ phê, cực kỳ chiêu. Đó, sau khi bay xong 30m hoặc là 4, 5, 6, 7, 8, 10m gì đó, đó, nó trở về vị trí cũ ngay ban đầu cho mình. Thế này là mình được một cái shot rồi, một cảnh quay rồi. Rồi cảnh cycle là bay vòng tròn các bạn. Mình chọn đối tượng của mình là đây, và mình chọn quay ngược chiều kim đồng hồ hay là thuận chiều kim đồng hồ, tùy theo thích của mình. Rồi bấm go. Đó, nó sẽ bay vòng quanh mình các bạn. Các bạn muốn quay gần hay là bay xa thì các bạn cứ chọn cái vị trí của Leica là nó sẽ thực hiện các bạn. Đó, quay một vòng các bạn ha. Các bạn muốn bay xa hơn thì các bạn dời Leica ra xa này. Rồi, bấm star. Chọn chiều kim thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ. Đó. Thì lúc này nó sẽ bay quay cảnh xa hơn. Cái góc nó rộng hơn, chiêu hơn. Đó, mình làm hai shot, một shot cận và một shot rộng hơn.
Đó. Nếu trong quá trình bay mà các bạn nhìn thấy có sự cố gì thì các bạn bấm nút hủy ở trên tay cầm bạn ha. Rồi, tới helix. Helix là xoắn ốc các bạn. Mình chọn chủ thể của mình này. Rồi mình chọn thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ này. Rồi bán kính là bao nhiêu. Đó, các bạn muốn bán kính là bao nhiêu. Ví dụ tôi muốn bán kính là xa ra 30 mét đi. 30 mét là khá xa nha các bạn. Hoặc là các bạn chọn đó, nó lên tới 120 luôn này. Mình làm minh họa, mình làm gần thôi cho nó rút ngắn thời gian các bạn. Đó, cái tay các bạn thủ con tay cái ở đây nha. Helix vừa nâng độ cao vừa xoắn. Đó, vừa xoắn vừa đi ra xa. Trong lúc các bạn bay những cái shop bay thông minh này thì cảm biến, bốn cảm biến xung quanh và cảm hai cảm biến bụng đều hoạt động các bạn. Đó, nó xoắn ốc. Nó xoắn ốc từ nhỏ ra tới to ra ngoài kia ha. Sau khi nó xoắn ốc xong một vòng thì nó trở lại vị trí ban đầu. Nó các bạn nhìn bên phải, nó returning, nó trở lại ban đầu ạ. Vâng, nãy giờ là mình đã thực hiện được trong vòng 45 phút trong điều kiện lý tưởng ạ. Còn đây mình đang thực hiện trên sân thượng có gió. Mà nãy giờ 50 phút thì cũng được khoảng 23 phút rồi. 50% pin thì cũng được khoảng 23-22 phút. Rồi, helix xong thì mình sẽ tới cái Bombera. Cái này là nó sẽ bay theo hình ellipse các bạn. Chọn đối tượng của mình. Đó, thuận chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ hay không. Nó bay hình ellipse xoắn, ellipse nghiêng. Star. Đó, bắt đầu nó bay xéo lên ha. Xéo lên. Các bạn nên thực hiện thử vài lần ở chỗ trống để mình thuộc cái cung bay của nó, cái lộ trình bay của nó, để mình thực hiện cái shot bay nó hoàn chỉnh hơn, nó không có vướng vật cản. Rồi, helix xong rồi, bomberang xong rồi, hai ba lap tôi có thực hiện một cái cảnh ban đêm được không ạ, phơi sáng, để bây giờ tôi mở ra cho các bạn xem nha, cái cảnh hai ba lap ban đêm. Vâng, 20 lap thì đa số người ta sẽ quay ở ban đêm các bạn. Vừa chụp vừa phơi sáng để tạo ra những hiệu ứng đèn xe kéo vệt đó. Vâng, đây là kết quả đấy các bạn. Kết quả được 22 giây. Đó, các bạn thấy phê không? Đó, cái hành trình này á, là các bạn bay phải mất hết một cục pin nha. Tức là từ nhà bay ra đây, rồi từ đây bay về, rồi thực hiện bay ở đây là mất đâu đó cũng phải hơn 30 phút các bạn. Đó, mới được 20 giây như thế này đó. Đó, còn đây là một cái đoạn về cũng hai bờ lap nhưng mà tôi không có bay, mình chỉ chọn chế độ pre đứng im các bạn. Đó thì nó thành ra là giống như là time lap ha, và đây là kết quả đây. À, chống rung rất tốt các bạn ha, mặc dù nó đứng im cả mười mấy phút. Lúc này là 11 giờ đêm rồi, xe nó hơi ít các bạn. Đó. Hãng quảng cáo là Panorama này đã được nâng cấp lên nhiều kiểu các bạn. Có kiểu free này. Thì tôi cũng không hiểu cái kiểu free này là cái gì. Tự do. Tự do là sao? Star 4C1. Xoay máy bay để chọn hướng. À, tôi hiểu rồi các bạn. Ví dụ mình muốn chụp một tấm Panorama như thế này đi. Mình đứng đây. Phi tự do à. Mình chọn bên đây, mình bắt đầu từ đây, mình bấm Star C1, đó là chọn vị trí ban đầu, rồi mình xoay qua đây, mình chọn một tấm ở bên đây, C1, rồi, bây giờ mình sẽ bấm Star, nó nói sẽ chụp 8 tấm các bạn, đó. À, đây là chế độ mới vừa mới xuất hiện ở trên con 3S các bạn nha. Vừa xuất hiện trên 3S.
chế độ panorama chụp tự do. Đó. Rồi nó đang rendering, sau mấy phần trăm. Đây là panorama chụp tự do. Mình xem lại cái hình nó như thế nào. Đây rồi, có hình rồi. Đó, một cái hình rộng từ trái qua phải các bạn ha. Đó, mình nó cho mình tùy chọn cái kiểu panorama tự do, phi tự do. Đó, mình muốn chọn từ góc nào tới góc nào vân vân. Vâng, các bạn thấy khi mà nắng đẹp thì chất lượng hình ảnh ấy, con này như thế nào? Quá phê các bạn ha. 4K 3 phim giây, 60 phim giây các bạn. Và nó đang lấy nét tự động, ô tô lấy nét vào khuôn mặt của mình luôn này. Đó, mình bay lại gần này. Bay lại gần thì các bạn thấy nó sẽ lấy nét vào mặt của mình. Nó sẽ lấy nét vào mặt của mình và đằng sau, cái background đằng sau thì nó hơi xóa mờ các bạn ha. Nó hơi xóa mờ đằng sau. Đó, đây là khoảng cách chỉ khoảng độ 1 mét thôi. Đó, rất là cận cảnh luôn. Đó, tuy nhiên là các bạn có thể chọn, đây là cao 1x. Mình bấm dừng quay. Nếu các bạn thích chụp ảnh chân dung thì nên chọn 3x các bạn. Đây, chọn 3x ha. Đó, chọn 3x thì mình sẽ có, bấm quay phim, lấy nét vào. Đó, đây là cam 3x. Đó, khi mà các bạn mà quay cái cam 3x quang học này á, thì background đằng sau nó sẽ xóa mờ các bạn. Đó, nó xóa mờ background đằng sau ha. Khá là nghệ thuật. Đó, khi mà mình quay phim á, ví dụ đây là cam 1x này. Các bạn muốn khung hình dọc thì đây, các bạn bấm vào đây. Nó sẽ có 2K7 khung hình dọc. Đây. Rồi mình bấm quay phim. Vâng, đây là khung hình dọc các bạn. Nhiều bạn thích quay TikTok, Instagram. Đó, thì có thể sử dụng cái khung hình dọc này. Dọc này dọc giả thôi các bạn. Đó, nhưng mà vẫn cái kết quả cuối cùng là trên video mình vẫn nhận được cái video 2K7 460 frame giây. Đó, khung hình dọc như thế này ha. Đó, khung hình dọc như thế này. Để mà mình nhảy múa. Và mình không có phải cắt cúp cái hình này. Khung hình dọc các bạn chỉ được 2K7 thôi. Và là rốp trái phải. Như các bạn nhìn trên màn hình á, thấy nó rốp trái phải. Đây là cách quay khung hình dọc. Nhiều bạn thắc mắc rằng là tiếc là con E3 này không quay dọc được. Thì các bạn có thể tận dụng như thế này. Không phải là quay full vật lý, full cảm biến mà xoay được cụm camera. Quay thật thì chỉ có những cái dòng phổ thông, những người mới chơi thôi thì nó mới cho quay TikTok thật, quay dọc thật quá. Còn những con này tầm trung là dòng cao cấp rồi. Người ta khi mà mua những con này thì họ sẽ không chơi những cái trò TikTok, Instagram nữa các bạn. Cái kia dành cho cá nhân nữa, cái này nó xịn sò hơn rồi. Bấm dừng. Rồi trở lại. Quay full bình thường. Đó, chụp ảnh thì con này có thể chụp được 40 megapixel, 50 megapixel các bạn. Và chụp cả RAW và JPEG ha, cùng một lúc luôn. Chế độ chụp AEB, chụp 3 tấm hoặc 5 tấm liên tục này, hoặc là 7 tấm liên tục này. Để nó có nhiều cái bù trừ sáng á. Chụp thử nha. Wow, các bạn thấy nó bắn tanh 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 không? Cực phê. 7 tấm thì bạn sẽ có những tấm nó sáng tối khác nhau ha. Để mình về mình biên tập, mình lựa hoặc là mình trồng hình lên. Đó. Đây. Đó, mỗi tấm nó sẽ có sự khác nhau ở trong này. Đó, 7 tấm ở trong này các bạn. Đó, mình lựa được tấm sáng, tấm tối nha. Đây, tấm sáng, tấm tối này. Đó, tùy theo cái nhu cầu của mình, hoặc là mình sẽ mẹt nó lại với nhau để có một tấm giống như là HDR ấy. Rồi chế độ boost chụp thể thao các bạn. Siêu nhanh luôn. Siêu nhanh nha.
Ví dụ như những cái cảnh mà cầu thủ đá phạt hay là bóng rổ mà ném vô rổ ha. Bấm. Đó. Chụp siêu nhanh luôn. Tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi hẹn giờ. Thôi hẹn giờ cái này thì bình thường quá rồi. Không có gì để nói. Quay phim thì mình có chế độ quay bình thường. Đó, bình thường 4K60 hoặc là quay dọc hoặc là quay Full HD vân vân. Ngoài ra thì các bạn sẽ có slow motion. Slow motion nếu mà 4K thì được 120 frame, mà Full HD thì sẽ được 240 frame giây. Quay thử một đoạn slow motion nữa. Bấm quay. Mình nhảy lên một cái các bạn ha. Ôi, nhảy không nổi các bạn ơi. Nãy giờ đứng ngoài nắng cả tiếng hồ rồi. Té hò luôn. Rồi, quick shot, master shot mình nói rồi. Quick shot mình nói rồi, hyperlapse rồi, panorama rồi. Đó, vâng, đó là tất cả những cái gì mà con E3 này nó thực hiện được các bạn. Vâng. Con E3 này thì không có chế độ quay đêm các bạn ha. Không có chế độ night, super night. Những cái dòng phổ thông, dòng E, dòng mini 3, mini 4 thì nó có cái quay đêm super night, còn con này thì không có. Nhưng mà nếu các bạn quay bình thường thì ISO nó cũng sẽ độ lên khá cao. Các bạn có thể coi những clip tôi quay đêm cực kỳ đẹp các bạn, mặc dù quay là 4K 60 mà rất nét. Cái clip đầu tiên lúc mà unbox mở hộp á, quay đêm ở ngoài thành phố đó. Vâng, con E3 này thì nó có cảm biến các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái cảm biến ở phía bên phải, đếm từ ngoài vào 1, 2, 3 đó. Đó, khi mà mình đẩy tới này, đó, thì nó báo đằng trước có vật cản này. Đó, là đẩy cần tới. Đó, lùi này, nó vướng bức tường các bạn. Nó không lùi nha. Đó, các bạn nhìn tôi kéo hết cần ra đằng sau này, giữ luôn này. Đó, nhưng mà nó vướng tường nó không tới. Đó, cảm biến của nó hoạt động rất là ok. Rồi bên trái cũng vậy, bên phải này, khi mà mình kéo cần phải qua thì nó báo bên phải có vật cản này, là bức tường, nó không qua các bạn nha. Đó, tôi đẩy nút cần qua phải này, nó không qua này, cho nên là khá là an toàn khi mà các bạn bay ở tốc độ chậm, chế độ normal ha. Còn khi các bạn bật qua sport này, mình bật qua sport này, thì các bạn sẽ thấy rằng là cảm biến của nó không hoạt động nha các bạn. Đó, nó báo màu đỏ rồi. Nó báo màu đỏ rồi là nó không hoạt động nha. Lúc này mà các bạn đâm tới á, là nó đâm tới thẳng tới mình luôn này. Mặc dù là nó có cảnh báo phía trước có vật cản, nhưng mà nó vẫn đâm nha. Đó, nó vẫn đâm nha, cho nên các bạn hạn chế sử dụng sport. Rồi bật quay N trở lại. Ở trong cái chỗ chế độ vật cản đây này, thì mình có cái là gặp vật cản thì mình thắng lại này. Còn bypass là sẽ tự động né. Tự động né. Đó, ví dụ bây giờ tôi đang đứng đây, mình bay tới coi nó né không nha. Mình lùi ra một chút nữa. Rồi tôi bay tới tôi này coi nó né không nha. Nó nâng độ cao lên các bạn. Nó nâng độ cao lên né mình nha. Mặc dù tay trái tôi không có điều khiển gì cả. Canh nó ngay giữa mình đẩy tới này, thì nó đâm xéo qua bên nha. Đó, nó né vật cản mình các bạn. Nó né mình và nó vượt qua đó. Ghê gớm không? Rồi bây giờ mình thử bay qua bức tường này. Mình hạ thấp xuống này.
Phía trước là bức tường, bây giờ mình đẩy tên tới. Đẩy tới, ô nó tự tới và nó tự nâng độ cao lên các bạn. Để nó vượt qua bức tường ha. Mình hạ thấp xuống này. Phía trước là bức tường, bây giờ mình đẩy tên tới. Đẩy tới, ô nó tự tới và nó tự nâng độ cao lên các bạn. Để nó vượt qua bức tường ha. Ghê chưa? Bên phải này là cũng có bức tường bên phải nha. Mình bay qua phải. Đó, nó nâng lên các bạn. Nó né đó. Do mình nhát tay, mình không dám bay nhanh thôi. Đó là chế độ bypass, tự động né vật cản các bạn. Còn bình thường các bạn chơi cơ bản thì cái chọn trick là thắng lại ha. Gặp vật cản thì dừng lại. Vâng, con này ngoài 6 cái cảm biến, 6 cái cảm biến hình ảnh chống va chạm trước sau trái phải và bên dưới, bên trên không có thôi. Thì khi mà các bạn bay ban ngày đời dùng ánh sáng thì nó sẽ tránh né vật cản rất là hay. Còn ban đêm á, thì cho dù là các bạn không bay sport, bay chế độ thường, trong đêm nơi thiếu sáng thì nó cũng sẽ bị đỏ các bạn ha. Nó đỏ giống như là bay chế độ sport và cảm biến hoạt động. Nhưng ngược lại, con này được trang bị một cái radar các bạn. Radar phía trước này. Đó, phía trước cái mũi của nó các bạn thấy có cái mảng đen đen không? Đó là radar. Đó, thì nó cũng có khả năng nhận diện vật cản. Đó, và dừng lại nha. Với điều kiện là các bạn bay chậm thôi. Đó, nó quét radar ở đằng trước. Đó, và ban đêm. Rất là hay. Một tính năng khá là hay nữa, các bạn bấm vào cái bản đồ góc phải bên dưới. Đây, rồi bấm vào mũi tên. Đó, các bạn nhìn thấy cái hình một cái camera màu đen nhỏ nhỏ nằm ở dưới không? Đó, lúc này các bạn bay lùi. Các bạn bấm cấn bay lùi thì nó hiện camera back lên nha. Còn các bạn đẩy tới thì nó hiện camera phông. Phông là camera phía trước. Đó, và bay lùi này thì các bạn sẽ nhìn thấy bức tường đằng sau. Đó, nhìn thấy bức tường đằng sau ha. Đó, nhìn bức tường đằng sau và nó báo đỏ lên là còn cách có một mét thôi. Đó, bay tới thì nó hiện cam trước lên cho mình nhìn. Thì cam trước này nó trùng với cam trước của cái camera chính cho nên mình thấy nó không quan trọng. Nhưng mà cam lùi này, các bạn lùi thì sẽ thấy bức tường đằng sau ha. Đó, hoặc là mình đẩy cần qua phải thì các bạn sẽ thấy cái camera bên phải. Đây, mình kéo qua phải thì mình sẽ thấy camera bên phải. Đó, để mình thấy có bức tường. Kéo qua trái, nó tự động, nó chuyển camera left bên trái. Đó, có cái bồn nước nó sẽ dừng lại các bạn. Đó, mà mình quan sát được khi mà mình bay ngang. Đó, mình bay ngang mình sẽ thấy được chướng ngại vật, những tòa nhà, những cái cây để mình né các bạn ha. Đó, màu vàng, màu đỏ là báo khoảng cách gần hay xa. Màu đỏ là gần lắm rồi đó, chỉ còn có khoảng độ 2 mét thôi. Đó, và khi mà mình nâng lên thì nó sẽ cho mình nhìn cái camera down, là nó nhìn bên dưới các bạn. Đó, lúc mình hạ cánh, mặc dù là cam chính của mình vẫn đang nhìn phía trước, nhưng mà nó nhìn xuống dưới này, cái cam down nhìn xuống dưới để thấy. Hoặc mình nâng độ cao lên, nó cũng nhìn thấy cam down, là cam bên dưới các bạn. Rất hay ho, nhưng mà nó hơi bị ngược các bạn nha. Đó, nếu mà các bạn bay lùi hoặc là bay trái phải á, thì cái cam nó hơi ngược, giống như kính chiếu hậu của ô tô vậy đó. Cho nên các bạn cần phải làm quen. Đó, các bạn nhìn left right. Tập làm quen cái này thì các bạn sẽ có những cái thước phim nó ảo diệu hơn. Nó bớt bị ngập ngừng hơn khi mình không biết bên trái có cái gì không và bên sàng sau lưng có cái gì không. Rồi mình tắt chế độ đó đi. Đây là cái bản đồ. Đó, sáng giờ là mình bay vòng vòng ở đây để mình test này. Vâng, cái màn hình này đứng ngoài nắng cực kỳ phê các bạn. Nó không có bị sụp tối như là mình dùng điện thoại để bay. Cho nên nếu như các bạn có điều kiện thì mua những cái tay cầm có màn hình như này ha. Nó mắc tiền hơn, tầm 4 triệu ấy. Nhưng mà nó tiện dụng hơn. Ok, video cũng quá dài rồi. Vâng, nãy giờ tôi đã test và giới thiệu với các bạn những chức năng bay thông minh, những quick shot panorama kiểu mới tự do.
rồi Architect đi theo chủ thể, Architect 360 độ và giới thiệu nhiều tính năng mới của con này, vân vân. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với con E3S này thì hãy bấm vào phần mô tả của video nha, hoặc ở bình luận số 1 đó, ở đó tôi có để một cái link dẫn cái shop Tokyo Camera các bạn. Các bạn bấm vào để cập nhật những thông số kỹ thuật của em nó, cập nhật những giá cả, những khuyến mãi mới nhất nếu có các bạn ha. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sớm sở hữu được em E3F. Yeah. Quá phê các bạn ơi. Đó. Cực kỳ mạnh, cực kỳ đã. Vâng, nếu các bạn nào thích cái đoạn Hyperlapse ban đêm ấy, đó, thì vào kênh của tôi xem. Tôi có làm một cái video chuyên về hướng dẫn cái chụp Hyperlapse các bạn. Tuyệt vời. Bằng con E3 này nha. Đó, video có một cái clip rất là dài, hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để thực hiện một cái Hyperlapse ban đêm các bạn. Đó, con này mà landing là ngóc cam lên được tới 60 độ các bạn. Kinh khủng không? Yeah.